sinh năm 1989 tại Gia Lai, 25 tuổi, bị tòa án Mỹ xét xử và lãnh án 13 năm khi anh sử dụng máy tính tại Việt Nam để thâm nhập lấy các thông tin của hơn 200 triệu công dân Mỹ, rồi bán lại cho các nhóm tội phạm. Sau đó, anh về làm việc cho An toàn không gian mạng quốc gia. Anh đã triệt tiêu hai website giả mạo hai hãng hàng không lớn là Vietnam Airlines và Vietjet Air, và được Apple vinh danh gửi lời cảm ơn khi tìm ra lỗ hổng bảo mật của hệ thống. Không ai khác, idol giới hacker Việt Nam, Ngô Minh Hiếu, Hiếu PC.